Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình ngao du với ba nhân vật của chúng ta là Kha, Tiểu Tuyết và Duy. Ở tập 5 thì chúng ta được biết rằng là ba nhân vật chính của chúng ta đã đi ngao du giúp đỡ người dân cũng như là mục đích là để nâng cao cái năng lực của bản thân. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến đang rất hấp dẫn khi mà ba nhân vật của chúng ta đã bắt được một nhân vật khả nghi và đang chuẩn bị giao chiến. Kha thấy tiểu tuyết lao lên, ngón trỏ và ngón giữa kẹp chắc vào nhau, tạo thành kiếm chỉ rồi mạnh mẽ tấn công. Kha vì cũng muốn xem liệu người kia có phải là đồng đạo hay không nên thôi cũng đành thật lưỡi đứng xem. Kha biết nếu là người bình thường hay chỉ là một pháp sư cô tu vi thấp thì chắc chắn sẽ bị tiểu tuyết định trụ ngay dưới kiếm chỉ kia. Duy thấy tiểu tuyết đã đồng thủ toan lao lên hỗ trợ, thì lập tức bị Kha cản lại. Duy nói với giọng gấp gáp. Này, ngươi không định tham chiến à? Nhớ đâu tiểu tuyết không đối phó được với tên kia thì sao? Kha cười đáp. Huynh đó, đừng có mà khinh thường mỗi ấy. Bây giờ Duy mới nhìn lại thì thấy tiểu tuyết đang tấn công tên là mặt kia vô cùng mạnh mẽ. Hai tay tiểu tuyết liên tục thay đổi ấn pháp, chỉ thấy sau khi kết ấn xong xuôi thì từ hai đồng bàn tay cô bắt đầu xuất hiện những luồng linh lực màu xanh rồi nhanh chóng chúng tụ lại bao phủ lấy toàn bộ hai bàn tay tiểu tuyết tạo thành hai hồ trào mà liên tục vồ về phía địch nhân những cú vồ cú tát của tiểu tuyết cứ tấn công như vũ bão bất quá những hồ trào đó tuy mạnh mẽ vô cùng và tốc độ cũng không hề chậm nhưng đối mặt dường như người kia vẫn không hề tỏ ra lung túng mà ngược lại né tránh một cách rất dễ dàng tiểu tuyết thấy vậy thì lại càng điên tiết mà ra sức tấn công những thân cây lần cận cũng theo nhịp đó mà ngã đổ càng nhiều duy bây giờ mới thực sự lo lắng nói Đây, huynh không lao lên đó thật sao nhìn qua cứ như là tiểu tuyết đang chiếm ưu như thế nhưng mà huynh xem người kia né tránh rất là nhẹ nhàng cứ như chẳng mất chút sức lực nào vậy hơn nữa từ đầu tới giờ hắn chưa hề tấn công lại nếu cứ thế này ta e rằng tiểu tuyết sẽ vì khinh địch mà gặp nguy đó kha nghe duy nói thì mới đáp huynh tưởng nãy giờ ta mù sao ta nhận ra điều đó lâu rồi thế sao huynh còn đứng đây kha khẽ lướt mắt nhìn duy mà nhẹ nhàng đáp huynh cứ bình tĩnh ta muốn xem sư muội đã tiến bộ đến đâu thôi không sao đâu duy vừa nghe đến cái lý do mà kha nói ra thì trong đầu như bị ai dùng búa mà đánh vào khiến anh choáng váng vậy duy lẩm bẩm hai sư huynh mỗi các người đúng là bị điên thật rồi đúng là đồ bệnh hoạn mà mà kệ huynh ta lao lên đây ờ à, này này kha không kịp cản nên chỉ đành dậm chân tặc lưỡi rồi cũng lao lên đến bây giờ thì cả ba người đều đã chắc chắn là người kia không phải là người bình thường mà cũng là một pháp sư hơn nữa pháp lực cũng vô cùng lợi hại Hai người sau khi tham chiến mới cảm nhận được người trước mắt thực sự có thân thủ kỳ ảo. Bởi vì Pháp Sư cũng là người, nên khi đấu Pháp với nhau căn bản là dùng đến thân Pháp và so đấu cương khí. Những bùa chú hay các pháp thuật đa số đều không có tác dụng đến người sống. Bỗng nhiên nghe đến ầm một tiếng, đất đá theo hồ trào của tiểu tuyết vung lên mà bay tung tuế. Những người kia vẫn như mọi lần lướt về phía sau mà né tránh. Duy bên này đã sớm đoán được ý đồ nên liền nhảy tới hai chân đạp xuống nền đất rồi mượn đà tung cước lao tới. Duy cứ ngỡ cước pháp này chắc chắn sẽ đánh trúng hắn, nhưng Duy đã nhầm. Người kia lại nhanh trí đạp một chân xuống nền đất lấy đó làm điểm tựa, rồi thoáng chốc xoay người né tránh. Duy trong lúc lỡ đà lao tới, lướt qua người tên kia. Vì cự ly rất gần nên trong thoáng chốc đó Duy vô tình nhìn thấy một góc khuôn mặt hắn. Duy vốn không thể ngờ là hắn có thể né được đòn này của mình, nhưng điều khiến anh sợ hãi hơn là Duy thấy hắn đang mỉm cười, cứ như hắn đang đùa dẫn mình vậy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Nếu đúng là như thế thì người này phải lợi hại đến mức nào? đến lượt Kha. Từ nãy giờ Kha vẫn chỉ là thử tung ra vài đòn như để dò xét thực lực, cho đến khi Kha bắt đầu cảm nhận được sự lợi hại của người này thì bắt đầu nảy sinh chiến ý. Kha cũng muốn thử nghiệm tính thực chiến của Pháp thuật thập nhị thuần hỏa. Trong đầu Kha lại nhớ lại 12 chiêu thức trong môn Pháp thuật mà đa số là dùng để đối phó với tà vật, nhưng trong số đó có chiêu thức thứ hai là nhị hỏa thiên. Chiêu thức này thứ phát ra một ngọn lửa thuần dương. Nói đúng hơn chính là loại lửa bình thường của nhân gian, Kha nghĩ người trước mặt dù gì cũng là thân thể người bình thường thì nhất định sẽ bị lừa làm tổn thương. Nghĩ là làm, Kha bắt đầu kết ấn, miệng lầm nhầm những câu pháp chú. Nhật Nguyệt Thần Minh, Nguyên Tủy Bồi Bồi, Phụ Ta Sa Minh, Hòa Thiên Bùng Cháy, Phát. Sau khi đọc xong pháp chú, Kha lập tức ra sức hít vào một ngụm trọng khí rồi tích tụ chúng ở tại đan điền. Sau đó Kha bắt đầu vận cương khí rồi bắt đầu mở miệng nhắm thẳng hướng nam tử là mặt kia mà thổi những làn hơi thở của kha khi vừa thoát ra khỏi miệng anh thì lập tức hóa thành một ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ mà bay tới tiểu tuyết và duy ngay từ đầu đã biết được ý đồ thi pháp của kha nên ngay lập tức ngừng công kích mà lùi về sau né tránh ngọn lửa từ miệng của kha bay tới với tốc độ của một cơn gió lốc mạnh mẽ mang theo sức nóng bức vô cùng khủng khiếp ngọn lửa được kha thổi bay càng xa thì lại càng lan rộng ra thành một thứ nhìn qua giống như một quả cầu lửa hơi nóng cũng vì thế mà tăng lên dường như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ Nam tử là mặt kia chứng kiến pháp thuật của Kha thì cứ ngỡ hắn sẽ lo lắng hoảng loạn, nhưng ngược lại, ba người thoáng nhìn thấy nơi khóe môi hắn lại nhếch lên một nụ cười tà mị. Bên kia, Nam tử mắt vẫn không rời khỏi quả cầu lửa, đôi môi mỉm cười bắt đầu kết ấn đối địch. Duy thế vậy mới la lên. Hắn dường như không có ý định trốn tránh mà lại muốn trực tiếp đối đầu sao? Lúc này, Nam tử là mặt kia mới nói lớn. Từ đầu tới giờ hắn đã chưa hề mở miệng, nhưng dường như chứng kiến pháp thuật lợi hại của Kha cũng khiến ý chí chiến đấu trong hắn trỗi dậy nhìn qua có vẻ rất là hưng phấn tới đây cho ta xem sự lợi hại của người đi nói xong hắn khoanh chân ngồi bệt xuống đất hai tay chắp lại miệng bắt đầu lầm nhầm những câu phật âm trước sự uy hấp đè nén của ngọn lửa mọi thứ xung quanh như bị thổi tung tiểu tuyết chứng kiến cảnh tượng trước mắt tà áo dài của người kia cướp phần phật mà bay theo gió những lọ tóc cũng theo đó mà buông xõa nhìn qua thập phần mạnh mẽ cô không kiềm chế được mà thốt lên thật là soái khí mà bên kia những phẩm âm lúc này đã dứt Cùng lúc đó ba người nhìn thấy từ phía sau lưng hắn mơ hồ hiện lên một hình bóng của một vị Phật tổ. Từ đó những luồng hào quang màu vàng kim không ngừng phát sáng. Trước cái ánh sáng màu đỏ rực nóng bỏng của quả tàu lửa, thì dường như hình bóng Phật đà kia vẫn cứ điềm tĩnh, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhẹ nhàng ấm áp nhưng cũng mang về một vẻ uy nghiêm vững chắc. Ba người chỉ nghe thấy người kia nói lên một câu, là hắn kim thân, hiện ngay sau đó là cảnh tượng quả cầu lửa ập thẳng vào hắn quả cầu lửa vì quá to lớn nên nhìn qua giống như hoàn toàn nuốt trọn lấy bóng hình nam tử này huynh nói liệu tên kia có làm sao mà ta biết được nhìn qua thì hắn ta là phật môn đệ tử bức quá ta chưa từng nhìn thấy pháp thuật kia nên cũng không biết được uy lực của nó đến đâu nhưng ta chắc chắn một điều là hắn ít nhiều sẽ bị thương đó hai người tiểu tuyết và duy vừa nói chuyện nhưng mắt cũng không rời khỏi trung tâm của ngọn lửa kha cũng vậy Trước mắt anh bên trong quả cầu lửa chỉ thấp thoáng thấy một cái bóng đen ẩn hiện. Tiểu Tuyết vốn có một tâm hồn ăn uống nên khi thấy cảnh tượng đó liền liên tưởng tới một loại bánh mà nói, "Wow, nhìn thật giống một cái bánh cam đó, một bánh cam với hạt hạnh nhân ở bên trong." Nói xong cô lại cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, Kha và Duy nghe vậy thì cũng lập tức nhìn lại cô với ánh mắt bày tỏ sự bái phục, Duy lên tiếng thở dài, "Tôi thực sự bái phục cô đó, cảnh tượng ngưu bức hào hùng như vậy mà trong mắt cô lại biến thành một cái bánh cam." <laughs> Tiểu Tuyết sắn tiền vung chân lập tức đá vào chân Duy một cái rồi trợn mắt hùng dữ đáp. Vậy thì đã sao? Ta thích thế đấy. Người trước mắt ta cũng chỉ là một món ăn thôi. bớt quá ta không thèm ăn cái thứ nhạt nhẽo như người đâu. Duy bị đánh đau, lại nghe sự hù dọa của Tiểu Tuyết thì cũng chỉ đành ngậm miệng rồi cười cười lui qua một bước lầm bầm. Ai... tôi nhất là nên tránh xa con hồ cá nhà cô một tí, không lại biến thành đồ nhắm cho cô mất. Tiểu Tuyết tai vốn rất thính, nên cho dù Duy có nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấp thoáng câu được câu mất. Nhưng cô biết chắc Duy đang nói gì đó chẳng tốt đẹp gì, thì liền quát. Ngươi làm nhầm cái gì đấy? Có phải ngươi đang nói xấu ta? Ờ, không, không, tôi nào dám. <laughs> ngươi! Tiểu tuyết đang định lao lên cho Duy một bài học thì bị kha quát. Hai người có thôi ngay đi không? Kẻ thù vẫn còn đang ở trước mắt, lơ là là mất mạng bây giờ, tập trung vào. Tiểu tuyết thấy kha nói rất đúng nên chỉ đành ôm cục tức, liếc mắt nhìn Duy nghiến răng ken kết. Duy thấy bộ dạng hung dữ của tiểu tuyết thì vô cùng sợ hãi, đưa tay lau mồ hôi trên trán mà thầm nghĩ trong đầu may mà kha lại cứu nguy kịp thời nếu không thực sự là to chuyện rồi sau một hồi lục đục cả ba tập trung tinh thần vào cục diện trước mắt lúc này ngọn lửa kia đã bắt đầu dần lụi tàn những đám khói cũng theo đó mà bốc lên nghi ngút che khuất cả tầm nhìn ba người đều cố gắng hết sức mà căng mắt ra nhìn cho đến khi khói bụi mù mịt dần mờ đi nhường chỗ cho một quang cảnh hoang tàn dần lộ ra những cây cỏ mọc bên cạnh bị sức nóng của ngọn lửa thiêu rụi đến mức chỉ còn lại một đống cho tàn mặt đất thì cũng chuyển thành một màu đen thẫm kèm theo đó là một mùi khét lèn lẹt bốc theo ba người chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi sợ hãi trước sự tàn phá kinh khủng của ngọn lửa duy mới lên tiếng này sức tàn phá thật là khủng khiếp cây cối còn phải cháy rụi cái kìa tên kia không phải cũng cháy rụi rồi đấy chứ khà huynh ra tay như vậy liệu có quá đáng quá không dù gì chúng ta cũng chưa biết hắn là ai cơ mà khi duy đang định nói thêm câu gì đó thì lập tức thứ trước mắt khiến anh há hốc nói không lên lời ngay cả kha và tiểu tuyết cũng không khỏi kinh ngạc Trước mắt ba người bây giờ là hình bóng của một người đang dần dần đứng dậy. Khói bụi bây giờ đã tan hết, bóng người kia cũng bị thế mà lộ rõ trước mắt ba người. Hắn, hắn vẫn còn sống. Duy lắp bắp trong tiếng kinh ngạc. Kha cũng cau mày, gật đầu tiếp lời. Không những hắn không chết, mà tới quần áo cũng không hề có một vết cháy xém nào. Nghe Kha nói thì Duy và Tiểu Tuyết mới nhìn kỹ lại, rồi há hấp mồm khi nhận ra lời Kha nói hoàn toàn đúng người làm mặt kia không những không bị thương mà quần áo trên người hắn thậm chí cả tấm khăn mỏng manh hắn dùng để che mặt cũng không hề tổn hại Kha bây giờ mới nói tiếp là môn tượng Phật nó dường như phát ra ánh sáng mà bao phủ toàn bộ cơ thể hắn nó dễ hiểu hơn cái thứ ánh sáng đó giống như là một kết giới bảo hộ hắn khỏi mọi tác động từ bên ngoài vậy khi ba người đang không khỏi hoang mang thì từ bên kia đã vòng lại một giọng nói nghe qua rất thản nhiên. Thực lực không tệ. Đầu óc phân tích cũng rất nhạy bén. <laughs> Đúng là trường giang, sóng sau đè sóng trước mà. <laughs> nói xong hắn ta khẽ dùng tay phất tả áo rồi quay lưng biến mất trong màn khói mờ nhạt. Tiểu tuyết thấy vậy tính hóa ra chân thần định đuổi theo nhưng liền bị Kha ngăn lại nói. Đừng đuổi theo nữa, chúng ta đánh không lại ăn đâu. Nhưng mà chẳng lẽ cứ để cho hắn đi nhẹ nhàng như vậy sao? trước câu hỏi của sư muội kha khẽ trầm tư như suy nghĩ mắt thì vẫn hướng về phía nam tử kia đã biến mất mà nói trước hết là cứ để cho hắn đi sau này chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra cách đánh bại hắn nhất định nói xong kha cũng lập tức quay đầu đi thẳng về hướng tiểu lâu tiểu tiết và kha mặc dù chưa hiểu gì nhưng cũng chỉ đành nhấc chân đuổi theo về đến phòng cả ba cùng ngồi xuống bàn thảo luận phân tích những thứ mà hôm nay họ đã thu nhận được duy cầm tấm vải trên tay mà nói Tấm vải này giống như bị ai đó đốt rồi, có lẽ bị gió thổi rơi xuống giếng nên mới hình thành ra bộ dáng nhăm nhở như thế này. Tiểu Tuyết cũng gật đầu thở vài đồng ý rồi nói tiếp lời. Chúng ta cũng đã xác định được đích xác mảnh vải này chính là từ trên bộ quần áo của lão Kiều rơi xuống. Nhưng tại sao lão Kiều lại phải đốt quần áo của mình làm gì cơ chứ? Nghe sư muội phân tích nêu ra điểm nghi hoặc khiến ba người cùng trầm tư. Rồi đột nhiên Kha suy nghĩ ra điều gì, nói Cũng có khả năng, Lão Kiều không đốt quần áo của mình Mà là bị người khác đốt Duy nghe thấy những lời của Kha liền nghĩ ngay đến một loại tà vật nên vội đáp liệu có phải là một con lăng tinh quỷ lăng tinh quỷ kha và tiểu tuyết nghe thấy cái tên lăng tinh quỷ thì cũng ngay lập tức lên tiếng hỏi duy khẽ gật đầu đáp tôi từng có lần nghe sư phụ nói về một loài quỷ gọi là lăng tinh quỷ nó được sinh ra từ oan hồn của người đã chết nhưng lại không được hỏa táng theo đúng phong tục tín ngưỡng của họ từ đó sinh ra chấp niệm mà hóa quỷ loại quỷ này chuyên hút hồn người sống hoặc bằng một cách nào đó khiến nạn nhân tự bốc cháy Khá nghe vậy liền thắc mắc. huy nói tự bốc cháy nghĩa là sao? Nghĩa là cơ thể nạn nhân sẽ tự bốc hỏa, ngọn lửa sẽ phát ra từ bên trong những cơ quan nội tạng của cơ thể nạn nhân rồi rất nhanh từ đó phát ra bên ngoài da thịt. Cuối cùng thứ còn lại duy nhất của nạn nhân có lẽ chỉ là một đống cho tàn. Kinh hãi như vậy sao? Tiểu Tuyết khẽ dùng mình nói, đoạn cô cũng gật đầu. Ờ, đúng là không ngoại trừ khả năng này. Tất cả mọi thứ bây giờ có lẽ đều hướng về con lăng tinh quỷ kia. Nhưng mà con quỷ đó nó có tư vi thế nào? Có lợi hại không? Duy cũng chỉ lắc đầu đáp. Tôi thật sự không biết cái thứ duy nhất tôi được nghe sư phụ kể lại là nó vô cùng khó đối phó, bởi vì nó rất xảo quyệt, rất nhút nhát, nhưng khi hành động thì rất dứt khoát và tỉ mỉ, không để lại chút manh mối nào. Mảnh vải này có lẽ chỉ là một sai sót. Như vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiêu Tuyết hỏi, ba người bắt đầu trầm tư suy nghĩ, Đoạn Kha nói, có khi chúng ta mới chỉ nghĩ là đó là khả năng thôi, thứ kia chính là một con lăng tinh quỷ chứ chưa chắc chắn, nên chúng ta vẫn nên điều tra thêm rồi sau đó mới tìm cách đối phó tiểu tuyết và duy cũng cho là đúng liền gật đầu ba người cùng thảo luận rồi về phòng nghỉ ngơi sau so một buổi sáng quần ẩu mệt mỏi tiểu tuyết vì không buồn ngủ nên mới tính lên ban công phía trên nóc tiểu lâu ngắm cảnh lên đến nơi cô giang tay miệng hô vang một tiếng thoải mái ơi thật là thoải mái trước mắt cô là cảnh tượng những con phố nhỏ chật hẹp vẫn đang tấp nập người buôn kẻ bán tiếng giao hàng của những người bán hàng chốc chốc lại vang lên hòa cùng giai điệu tấp nập đó là những tiếng nô đùa khúc khích của đám trẻ con đang chơi đuổi bắt trải lon ton khắp phố tiểu tuyết môi mỉm cười tận hưởng cảm giác vô tư này thì đột nhiên cô như hít phải một mùi gì đó tiểu tuyết vốn là loài hổ nên có khiếu giác vô cùng sắc bén vừa ngửi qua là cô nhận ra ngay cái mùi này chính là của tên biến thái kỳ bí mà ba người đã đánh nhau ban sáng Tiểu tuyết liền đưa cái mũi nhỏ nhắn mình hít hít rồi cất bước dò tìm thêm mùi hương nọ. Cứ như vậy bám thêm mùi hương dần dần đi xuống dưới lầu. Bây giờ Kha vì không thấy mùi mùi của mình đâu, sốt ruột đi tìm. Đang đi tìm Kha chợt thấy tiểu tuyết lại loay hoay, mặt cắm xuống đất. Thấy bộ dáng tiểu tuyết lúc này liền liên tưởng đến hình ảnh một con cún đang cắm cúi đi tìm cục xương. Tiểu tuyết vì quá nhập tâm vào việc đánh hơi nên vốn không nhận ra Kha đang ở ngay phía sau lưng mình, Kha thì cố gắng nỗ lực nhịn cười để muốn bày trò trêu cô sư muội ngỗ nghịch này. Bình thường toàn là muội ấy trêu chọc ta, hiếm khi nào mới có cơ hội tốt như thế này. Nghĩ là làm, Kha nhanh chân nhắm thẳng vào đôi mông nhỏ bé của tiểu tuyết mà đạp tới. Tiểu tuyết đang trong bộ thắng chồng mông lên thì bị Kha đạp cho một phát, mất thăng bằng ngã rú rụi về phía trước. Cô chỉ kịp á lên một tiếng rồi cắm mặt xuống nền nhà. Cô ngã khiến mũi cô bị ba đập truyền màu đỏ ửng nhìn giống như quả cà chua. Từ thức chưa hiểu có chuyện gì lồm cồm bò dậy mặt mày mếu máu. Cô nhớ lại vừa ban nãy rõ ràng có tên khốn vương bắt đàn nào đạp vào mông mình khiến mình ngã dập mặt. Quay lại thì thấy ca ôm bụng cười lăn lộn trên nền nhà, nhận ra chủ nhân của cú đạp đó không ai khác chính là tên sư huynh đáng chết. Mặc dù vô cùng đau đớn, cái mũi nhỏ sinh đang muốn dập nát, lại càng thôi thúc cho ngọn lửa trong lòng cô dâng cao hơn, dùng âm lượng lớn nhất để hét lên. Kha! Rồi lao tới ôm lấy cổ Kha, ra sức ghi chặt. Cô ghi chặt đến mức Kha ngạt thở mà ho lên khổ khổ. Kha đưa tay ra sức, ra hiệu. Đại ý là thả huynh ra, huynh chết mất. Nhưng tiểu tuyết nào có dễ dàng buông ta như vậy, cô hét toáng lên. Huynh được lắm, dám đả bội hà. Huynh làm sao huynh ta hơi lâu rồi đấy. Hôm nay nhất định muội sẽ cho huynh đầu đìa khỏi cổ. Vừa nói, tiểu tuyết vừa ra sức ghi chặt, mặc cho những tiếng ho sặc sụa của Kha. Đoạn như không chịu nổi, Kha mới đưa tay vào ông áo mò mẫm như muốn tìm một thứ gì đó. Rất nhanh, Kha đã cầm trên tay một thanh kẹo mật ong mà đưa ra trước mặt tiểu tuyết tiểu tuyết vẫn đang nghiến răng nghiến lợi ghi kha cho đến khi cô nhìn thấy trên tay kha là một nắm kẹo mật ong thì mới chịu nới lòng tay cô cầm lấy nắm kẹo mắt thì tức giận nhìn kha với giọng chưa thỏa mãn chỉ với nắm kẹo này mà muốn đổi lấy mạng của huynh sao mười que kẹo hô lô kha hai tay đưa lên cổ xoa xoa miệng thì vẫn không quên ho sặc sủa đoàn nhìn sư muội độc ác của mình quát này muội thực sự muốn giết ta sao ừ, ai bảo huynh dám chiếm tiện nghi của ta thế tại bảo nhìn bộ dáng của muội gọi đòn đến như vậy chứ À, huynh lại còn nói nữa, người đang gọi đoàn chính là huynh đó. Ây dạ, đau chết ta mất, mà muội làm cái trò gì mà chồng không lên trời đi vậy? Tiểu tuyết nghe Kha nhắc thì sực nhớ đến việc chính, sau đó cô liền kể lại tất cả sự việc cho Kha nghe. À, thảo nào, vậy mà huynh cứ nghĩ là muội đang... Tiểu tuyết nghe sư huynh ngấp úng thì lên tiếng gặng hỏi. Đang, đang gì? Huynh nghĩ ta đang làm gì? Khá đang định trả lời bỗng nhiên trong đầu trở hình dung ra cảnh tượng tiểu tuyết lại bóp cổ mình thì đánh nút xuống những lời đó vào bụng mà cười hề hề. <cười> không có gì đâu, mà mội đánh hơi tiếp đi. Tiểu tuyết vốn biết chắc sư huynh của mình đang nghĩ xấu gì đó về mình, nhưng trước việc quan trọng cô chỉ có thể tạm thời bỏ qua mà tiếp tục hít hít theo cái mùi quần ham tử kỳ bí kia. Cứ thế tiểu tuyết chồng mông đi trước còn ca thì ung dung mà đi theo phía sau. Mắt thì vẫn không rời khỏi cái bàn tọa vẫn đang cong lên của tiểu tuyết. Bất giác mặt Kha bỗng đỏ bừng vì thẹn thùng, anh tự dùng tay đập vào đầu mình để cố gắng chấn tĩnh. Nào nào, mày đang nghĩ cái gì vậy? Thôi, để cái đó ra khỏi đầu đi. Kha vẫn nỗ lực đấu tranh cho đến khi tiểu tuyết đứng phát dậy. Kha vì mắt vẫn như rắn vào mông tiểu tuyết nên khi cô đột ngột dừng lại, khiến anh bị bất ngờ không kịp phản ứng trực tiếp đâm sầm vào tiểu tuyết. Tiểu tuyết nhăn mặt quay lại cào nhào. Này, huynh mù đấy hả? Mắt mũi để đâu thế? À, tại ta đang phải nhìn về phía trước thôi. Kha đỏ mặt chữ thẹn, Tiểu tuyết thấy Kha đỏ mặt y như là mặt trời lúc hoàng hôn vậy. Thấy lạ nhưng hỏi Kha cũng không trả lời nên đành thôi. Bây giờ cô và Kha đang đứng trước một căn phòng ở lầu 2 của một tiểu lầu. Vì căn phòng này nằm khuất sau một lối đi nhỏ nên mọi khi hai ba người cũng chẳng để ý. Tiểu tuyết đưa tay chỉ nói nhỏ. Mùi hương là từ bên trong phát ra đó. Tiểu tuyết đang định hỏi Kha bây giờ phải làm sao. Chưa kịp lên tiếng thì cô đã ha hốc mồm kinh ngạc vì hành động của Kha ngay lúc đó cô chỉ nghe dầm một tiếng kha đã vung chân đạp tung cánh cửa thản nhiên bước vào bên trong như đó là phòng của mình vậy Tiểu Tuyết bây giờ lại nhận thức mắt nhìn theo với một vẻ khâm phục đầy ngưỡng mộ ô wow, sư huynh thật là ngưu bức mà bức quá đó không phải là phòng của mình đâu sư huynh ai già nói rồi tiểu tuyết chỉ đành vội vã lao theo vừa vào đến bên trong cả hai đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên nhìn qua cũng độ ngoài 30 đang ngồi thường trà trên bàn điều kỳ lạ là người trước mặt vẫn hết sức điềm tĩnh uống trà mặc cho cánh cửa phòng vừa bị người khác đạp tung tiểu tuyết vừa nhìn thấy người nọ liền nhanh chân chạy đến bên kha chỉ chỉ nói với giọng chắc chắn sầu huynh chính là hắn không sai đâu kha vẫn im lặng mắt nhìn nam tử nam tử kia bấy giờ mới từ từ đặt tách trà trên tay xuống môi khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên đoạn nói nếu đã đến rồi thì ngồi xuống uống với ta tách trà nói xong Người đàn ông rót trà rồi nhẹ nhàng đẩy hai tách trà về phía Kha và Tiểu Tuyết. Kha thấy vậy cũng không ngần ngại ngồi xuống, Tiểu Tuyết cũng theo sư huynh ngồi theo. Bây giờ hai người ấy mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam tử kỳ bí kia. Hắn có mái tóc dài đen nhánh như than, trên đỉnh đầu là một búi tóc cao xiên ngang, là một cây châm bằng ngọc thạch, nhìn qua các hoa văn rất tinh xảo. Người kia nhìn thì tuổi ngoài 30 nhưng lại mang một sự thu hút bởi vẻ ngoài anh tú hiếm gặp. Điều khiến Tiểu Tuyết bị thu hút hơn chính là hàng lông mày trắng như tuyết của hắn, hàng lông mày đó như hòa quyện với ánh mắt sắc bén càng làm tô điểm thêm cho sự anh tú lạnh lùng đến mức lãnh khốc của hắn cô đang đắm chìm vào trong nhân sắc hút hồn đó thì lại bị kha nhéo một cái rõ đau vào eo còn không quên kèm theo một cái liếc mắt chứa đầy sự đe dọa sau đó kha lên tiếng người rốt cuộc lại đáp lại câu hỏi của kha là một nụ cười thản nhiên ta là ai không quan trọng điều quan trọng là các ngươi là ai vừa nói hắn vừa tra cho kha một ánh mắt chứa đầy sát khí theo đó là một cỗ uy áp đè nén kha cũng cảm nhận được sự đè nén đó vô cùng khủng khiếp nhưng ngay lập tức kha cũng vận khí lên chống trả rồi cười nói với giọng mỉa mai <laughs> là đệ tử nhà phật mà thân này mang sát khí đến như vậy không biết tiền bối đây là xuất phát từ ngôi chùa nào nếu có dịp sau này nhất định hậu nhân sẽ ghé thăm một lần cho biết nghe xong câu nói của kha nam tử kia cũng không tức giận lại cười lên ha <laughs> ha <laughs> ta chỉ là một tên đệ tử ngoại gia tên tuổi cũng không xứng đáng để nhắc tới danh pháp tự Kha bây giờ cũng không muốn nói thêm dài dòng trực tiếp hỏi thẳng tại sao tiền bối theo dõi chúng ta. Ồ, oh, theo dõi các ngươi. Nam tử đáp lại với giọng ngạc nhiên. Kha cũng thẳng thừng. Đúng vậy. Nếu không, tại sao ban sáng ông lại bỏ chạy? Nam tử kia thấy vậy thì bật cười. <cười> ta thì lại nghĩ là các ngươi có ý đồ. Ta cũng chỉ tình cờ đi tra án gặp phải các ngươi. Đột nhiên các ngươi lại đuổi theo. Ta tất nhiên là phải bỏ chạy rồi. Tiểu Tuyết đang ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát cho đến khi cô bỗng nhớ ra một chuyện mà cô đã được nghe từ những đại thúc nói khi mới tới đây. Đoạn cô lên tiếng tra hỏi. Người chính là ông chủ bạch, là chủ tiểu lâu này. Người kia khẽ gật đầu nhẹ nhàng đáp. Hm, không sai, chính là ta. Vì tiểu cô nương này biết ta sao? Hm, ông chủ bạch đại danh đình đình ai trong trấn này mà không biết cơ chứ? Hơ, hơ, thật không dám nhận. Hm, ông đừng ra bộ đạo mạo nữa, mau nói ra, ông theo bọn tôi làm gì, nếu không ta phan hát cái lầu rách này của ông đó. Ta đã nói rồi, Ta đi tra án tình cờ gặp các ngươi thôi. Kha bèn hỏi, tra án, tra án cái gì? Ông chủ bạch kia bây giờ mới nghiêm giọng đáp. Các người chắc cũng đã biết về những vụ mất tích kỳ bí gần đây chứ. Ta đang nghi là do một con lăng tinh quỷ làm nên. Vừa nghe đến ba chữ lăng tinh quỷ, hai người Kha lập tức nghiêm mặt đưa mắt nhìn nhau. Đoạn Kha đáp, vậy ông đã thu thập được gì chứ? Đáp lại câu hỏi của Kha chỉ là một cái lắc đầu của ông chủ bạch. Ta đã theo dấu nó gần 10 ngày nay rồi nhưng nó vô cùng danh mãnh luôn bằng một cách nào đó trốn thoát ngay trước mắt ta với pháp lực của ông mà cũng để nó bỏ chạy sao bạch nam tử cười cười đáp <cười> chàng trai đề cao ta quá rồi đấy loại yêu ma quỷ quái vô cùng danh mãnh nếu chỉ dựa vào pháp lực thì ta e khó mà thu phục được bọn chúng đỡ mà ba cô cậu lại ta thấy pháp lực cũng không phải dạng tầm thường hơn nữa lại vô cùng lạ lẫm ta chưa gặp bao giờ kha bây giờ mới chắp tay nói với giọng kính cẩn hơn Chúng tôi chỉ là đệ tử của một môn phái tán tu ở đàng ngoài thôi. Tiền bối chưa gặp cũng dễ hiểu mà. Vậy còn ông, thứ pháp thuật ông dùng ban sáng rất lợi hại. <laughs> pháp thuật đó có tên là La Hán Kim Thần, chỉ là một pháp thuật để phòng vệ mà thôi. Tiền tuyết nghe hai người nói chuyện khách sáo như thế, cô nghe không lọt tai, là nhìn ông chủ bạch hỏi lại. Bạch lão bản, làm sao ông biết thứ gây ra việc này là một con lang tinh quỷ? Ông chủ bạch nghe vậy thoáng trầm tư, rồi nói. Lúc trước khi trong trấn vừa xảy ra một vụ mất tích đầu tiên, ta đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, nên liên tục theo dấu. Cho đến khi chính mắt ta nhìn thấy nó ra tay hại người. Nói đến đây thì ông chủ bạch lại khẽ thở dài tỏ vẻ tiếc nuối. À, lúc đó ta đang ngồi trên hóc tiểu lâu, đột nhiên thấy một cái bóng màu đen đỏ bay thoáng qua. Cái bóng bay rất nhanh. Ta vội bắt đuổi theo, nhưng đến nơi thì đã quá muộn. Trước mắt ta là nguyên một người đang bị ngọn lửa thiêu rụi. Người đó vẫn còn chút hơi thở mà quằn quại trong ngọn lửa, nhìn qua chẳng khác nào một ngọn đuốc sống bạch lúc ấy trong thầm thầm ta thực sự rất thận bản thân nếu ta nhanh hơn một chút thì có thể đã cứu được mạng của người kia nói như vậy ông đã chính mắt nhìn thấy con quỷ ông chủ bạch không nói chỉ khẽ gật đầu biểu hiện đồng ý kha bây giờ mới lên tiếng vậy ông có biết được xuất xứ của con quỷ kia không ta cũng không biết rõ vì bản thân ta cũng đã rời trấn đi một khoảng thời gian dài gần đây mới trở về nên nhiều thứ thay đổi quá nhiều người lạ cũng xuất hiện nên ta vốn không thể biết hết được. Kha và Tiểu Tuyết nghe ông chủ bạch nói vậy cũng gật đầu, ra chừng đã hiểu. Đoạn Kha nói, vậy ông có ý định gì tiếp theo chưa? À, tạm thời thì chưa. Ba người lại im lặng, mãi không tìm được hướng giải quyết nên cuối cùng chỉ đành nói lời cáo từ rời đi. Vừa trở về phòng, Tiểu Tuyết vừa hỏi, Sư Huynh, liệu ông chủ bạch kia liệu có đáng tin hay không? Kha lắc đầu đáp, ta cũng không chắc, nhưng nhìn qua bộ dạng của hắn thì ta thấy không giống người nói dối lắm vừa bước vào phòng hai người đã thấy duy đang ngồi bên bàn bộ dạng đang rất lo lắng vừa nhìn thấy hai người bước vào lập tức lên tiếng hai người đi đâu về đấy ta tìm mãi mà không thấy làm ta cứ tưởng hai người xảy ra chuyện gì rồi chứ này ngươi muốn mà ta xảy ra chuyện gì lắm sao nghe thì tuyết nói như vậy duy chỉ cười rồi đáp nhẹ giọng ê sao cô lại nói như thế là ta lo cho hai người đó chứ kha không nói gì tiến lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh sẵn tay rót một tách trà rồi đưa lên miệng đoàn bắt đầu kể lại toàn bộ sự tình cho duy nghe duy sau khi nghe hết câu chuyện tỏ về hết sức ngạc nhiên nói như vậy thì lăng tinh quỷ là có thật và hơn nữa chúng ta không phải là người duy nhất đang điều tra vụ này kha gật đầu đáp bất quá ta cũng không biết cái tên họ bạch kia liệu có đáng tin không nữa thế nên tốt nhất chúng ta vẫn là nên tự điều tra thôi thoáng chốc một ngày đã kết thúc ánh mặt trời đã bắt đầu khuất bóng để lại một màn đêm đang dần ôm trọn lấy chấn nhỏ mà đêm u tối mang theo biết bao nhiêu lạnh lẽo tà mị. Sáng hôm sau, ba người lại tiếp tục đi đến những nhà còn lại để tìm hiểu thêm thông tin. Nhưng lại sau một ngày dài, cho dù ba người đã đi hơn năm ngôi nhà nhưng cũng chẳng có thêm thông tin gì mới. Khi ba người đang đi, thì Tiểu Tuyết mới để ý đến một cửa hàng bán đồ tang lễ nằm bên vệ đường. Ngay lập tức Tiểu Tuyết như phát hiện ra điều gì liền nói với Kha và Duy. Này, hai người nhớ lại xem, tất cả những người mất tích có cùng điểm chung nào không? nghe tiểu tuyết bất ngờ hỏi như vậy thì hai người cũng thoáng suy nghĩ một lúc sau hai người vẫn chỉ có thể nhìn tiểu tuyết lắc đầu chào thua cô nàng thấy vậy tỏ vẻ thất vọng rồi rất nhanh đắc ý chỉ về phía cửa hàng tăng lễ hai người kha vẫn chưa hiểu chuyện gì mà cứ đưa mắt nhìn tiểu tuyết mơ hồ tiểu tuyết tay đập lên trán lẩm bẩm trời ạ à, hai người đúng là đau đất mà tất cả 16 người mất tích toàn bộ đều đã từng làm ở trong nhà hòa táng đó hai người kha nghe vậy lập tức hiểu ra mắt sáng bừng kha nhìn tiểu tuyết với một ánh mắt không thể tin Wow, sư muội của ta đây sao? Trời ạ, muội thật sự rất thông minh đó. Tiểu Tuyết đưa tay hất hất mấy sợi tóc đang bay trước mắt mà cười đắc ý đáp. Tất nhiên, muội đâu có vô dụng như hai người chứ. Nào, đi thôi. Ờ, đi đâu? Kha bà Duy chưa kịp hiểu thì đã bị Tiểu Tuyết tặng hai ngay cái cốc vào đầu. Thì đi đến nhà hỏa táng chứ còn đi đâu? Đúng là hai tên đại ngu ngốc mà. Kha bà Duy thấy Tiểu Tuyết đi về phía trước rất nhanh. Này, nhà hỏa táng đi hướng này cơ mà. Này này. Tiểu Tuyết nghe thấy vậy mới ngớ người, chợt nhớ lại mình đúng là không biết nhà hỏa táng đi đường nào. Thế là cô chỉ đành cười hề hề trước thẹn rồi nhanh chân chạy đuổi theo hai người. Rất nhanh cả ba đã đến trước cửa một ngôi nhà có diện tích khá lớn. Nói là lớn nhưng thực chất nó chỉ là một căn nhà trống rỗng, bên trong chỉ thấy cái ống khói cao nhất vẫn đang bốc khói nghi ngút. Bước vào bên trong, đưa mắt nhìn những thứ được bày biện. Dưới mái bòm hình vòng cung được bao phủ toàn bộ một màu nâu đen do những ngọn khói lâu ngày ăn vào. Phía dưới mái bòm là một nền gạch đã nhẵn bóng, Bên góc trái là vô số những chiếc cán có lắp bánh xe nhỏ, dường như thường ngày dùng để đặt xác chết nằm lên đợi hòa táng. Ba người sau đó nhanh chóng bị thu hút bởi một cánh cửa khá lớn. Bên trên cánh cửa còn được chạm trổ hình ảnh của những vị thần linh nào đó. Lúc này cánh cửa đang đóng lại nên ba người mới có thể dễ dàng nhìn thấy những họa tiết trên đó. Đứng xung quanh cánh cửa bây giờ là một đám đông. Trong đó có gần 10 người đàn ông lực lưỡng nâng cởi trần, đóng khố, lại hì hục cho củi vào bên trong qua những cánh cửa nhỏ xung quanh. Tiểu tuyết đứng tít đằng xa, phải cách đến hơn 15 thước, nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng toát ra từ bên phía cánh cửa đá. Cô khẽ dùng mình, huyết bai Duy, hỏi, Này, người nói xem, bên kia cánh cửa liệu đang có thứ gì? Tuy Duy là người chăm pa, nhưng anh cũng chưa từng vào bên trong nhà hòa táng nên cũng rất tò mò nhìn ngắm xung quanh. Đang mà nhìn thì bỗng đưa mắt nhìn tiểu tuyết chằm chằm khi nghe cô hỏi. Dùng ánh mắt như đang nhìn một sinh vật nhìn tiểu tuyết, đoạn đáp, Thế theo cô, trong nhà hòa táng thì chuyên hòa táng thứ gì? người ngốc đi hả à? trong nhà hỏa táng thì không hỏa táng xác người thì là gì duy nghe vậy thở dài lắc đầu "Hai, à, vậy sao cô còn hỏi như vậy là ngốc hay là tôi ngốc đây hả ý người bên kia cánh cửa là đang hỏa táng thi thể người hay sao tiểu tuyết vừa nói vừa nhìn duy thấy anh ta gật đầu thì thản nhiên nói tiếp thảo nào ta lại thấy thơm như vậy cứ tưởng những người kia đang nướng thịt chứ cái gì hai người có thôi bày trò đi không ở đây là chỗ linh thiêng đó hai người không đàng hoàng bị người ta lôi cổ ném ra ngoài bây giờ kha cau mày nói khi ba người đang đứng từ xa Vẫn chưa biết phải tìm ai để hỏi chuyện Thì bất ngờ có một giọng nói vang lên phía sau lưng Bà cô cầu cần gì Ba người lập tức quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra Đứng sau lưng họ Bây giờ là một người đàn ông trung đen Người đàn ông nhìn ba người lặp lại câu hỏi Duy bây giờ mới ậm ừ lên tiếng À bọn tôi đến đây để uh... Thực sự không biết phải trả lời như thế nào Chẳng nhẽ là nói Chúng tôi tới đây để điều tra về những người mất tích Nếu nói như vậy Ba người chắc chắn lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi đây mất Duy đang bối rối đưa ánh mắt cầu cứu ca, thì bên này tiểu tuyết đã nhanh trí trả lời. Về huynh đại này, huynh có phải là người làm việc trong nhà hòa táng này không? Trước câu hỏi của tiểu tuyết thì người đàn ông kia gật đầu. Thế vậy tiểu tuyết hỏi tiếp. <laughs> vậy thật là may quá, bọn ta là người nhà của lão kiểu nhà đầu trấn đó. Vì kiều thầm và hai tiểu muội không được khỏe nên đã nhờ bọn ta đi tìm ông ấy giúp. Bọn ta nghĩ kiểu thúc đã từng làm việc ở đây nên có thể ông ấy sẽ về đây cũng nên. Người đàn ông khi nghe tiểu tiết nhắc đến Lão Kiều Thì mới buông xuống dè trừng khẽ thở dài đáp À... Rất là người nhà của Lão Kiều à Ông ấy không có qua đây mấy hôm nay rồi Vậy huynh có biết ở đây Lão Kiều thân quen với ai nhất không Chúng tôi muốn tìm hỏi người đó Biết đâu người kia biết tung tích Của đại bá của chúng tôi cũng nên Người đàn ông kia lắc đầu đáp vội thôi, tất cả những người đó đều đã mất tích hết rồi Ba người vừa nghe đến đây Thì há hốc mồm đồng thanh Hả? À... Nhóm Lão Kiều là nhóm người đầu tiên làm việc ở đây Lúc đó nguyên nhà hòa táng này có đến 17 người làm như hắn, nhưng chẳng hiểu vì đâu mà dần ra tất cả đều mất tích bí ẩn. Nói xong, người đàn ông đưa ngón tay chỉ về hướng một cậu thanh niên trong bộ dạng còn trẻ mà nói tiếp, ba người có thấy người kia không? Hắn là người duy nhất thuộc nhóm của lão kiểu còn làm việc ở đây đó. Ba người nghe vậy lập tức như vớ được vàng, quay đầu lại nhìn, họ thấy người kia còn trẻ, chắc cũng vừa chạc tuổi họ là cùng, đang ra sức làm việc, đoạn tiểu tuyết lại lên tiếng, có phải người thanh niên kia không ạ? Người đàn ông nhìn theo hướng chỉ tay của tuyết gật đầu xác nhận đoạn lên tiếng. Ừ. Hắn là Crum, năm nay tròn 16 tuổi. Hắn sống với mẹ già, cùng một cô vợ và hai đứa con ở ngoài trấn, chỗ khóm tre bên bờ sông. Nếu các ngươi muốn hỏi gì, thì ta khuyên các ngươi đợi lúc nó về nhà rồi ấy hỏi. Vì ở đây có quy định, trong lúc đang thực hiện nghi lễ hỏa táng sẽ không được phép nói chuyện với bất cứ ai. Dạ vâng, cảm ơn huynh. Tiểu tuyết cúi đầu luôn miệng nói cảm ơn người kia. Người kia cũng không có việc gì nên rời đi, ba người cũng rời đi ngay sau đó kha lên tiếng muội khá lắm đó <laughs> tất nhiên kha và tiểu tuyết quấn quýt nói chuyện cười đùa khiến duy càng muốn đập đầu vào đâu chết cho rồi thực sự suốt ngày phải làm cái bóng đèn thì làm sao mà dễ chịu cho được duy đi phía sau ho lên một tiếng để cố gắng phá tan cái không khí hạnh phúc của hai người này bây giờ chúng ta đợi người tên là cờ rơm ra hay sao kha lắc đầu không cần nếu con quỷ kia đã tìm đến tất cả những người trong đội hòa táng trước thì chắc chắn con quỷ sớm muộn cũng sẽ đến tìm cờ Rôm thôi Chúng ta chỉ cần im lặng bám sát người kia là được. Đến khi bắt được con quỷ thì sẽ biết được cội nguồn của sự việc thôi. Vậy tại sao không trực tiếp hỏi rơm Duy thắc mắc, tiểu tuyết đứng bên cạnh bây giờ cao mày nói chế diễu. <laughs> ngươi đúng là ngốc mà. Ngươi nghĩ tên rơm đó sẽ nói sao? Hơn nữa hắn cho dù nói thì ngươi sẽ tin sao? Có nhiều thứ loài quỷ còn đáng tin hơn cả loài người đó. Duy suy nghĩ, đoạn gật đầu. À, cô nói cũng đúng. Vậy thì trước hết chúng ta đi tìm nhà tên rơm kia trước vậy. Ba người theo chỉ dẫn của những người đi đường nên rất nhanh đến được lũy tre bên ngoài trấn. Tiểu Tuyết mắt nhìn thấy khung cảnh hữu tình trước mắt vô cùng hưng phấn chạy nhảy khắp nơi. Cô chạy nhảy trên những con đường đất nhỏ, bên cạnh là một lũy tre dài xanh biếc, bên dưới lũy tre là một dòng sông không biết là do nước sông xanh hay là do bóng của những lũy tre soi xuống mà nước nhìn qua màu xanh giống hệt thạch bích. Dưới dòng sông còn đan xen những bông hoa súng đỏ tươi tuyệt đẹp, xa xa còn nhìn thấy những chiếc thuyền nhỏ của ai đó đang thong thả đánh cá. Tiểu tuyết vừa chạy vừa nở nụ cười xinh xắn như thiên thần mà y ấy. Sư huynh, sư huynh, muội muốn bông hoa kìa. Duy nhìn ánh mắt hồn nhiên đen nháy, lấp lánh như hai viên ngọc của tiểu tuyết, cùng bộ dáng tựa tiên nữ của cô thì khẽ thở dài chép miệng than. À, huynh đúng là có phước phận đó. Mỗi ấy vừa xinh xắn lại thông minh như vậy. Kha nghe vậy biết chắc Duy đang nói chuyện gì nhưng chỉ cười cười tỏ vẻ ngượng ngùng mà im lặng chạy về phía tiểu tuyết đang vẫy gọi. Bảo mặc cho Duy đứng đó dùng tay chỉ chỉ cười cười. Đâu nào? Kế kia, đó, nó đó. Tiểu tiết tay chỉ chỉ về phía dòng sông, Kha nói, là bông hoa súng kia sao? Nhưng làm sao mà ta ra đó hái cho mùi được chứ? Tiểu tiết nghe vậy thì sụ mặt hờn rỗi. Rồi như có một tia sáng xẹt qua trong đầu, cô nhìn Kha rồi nở một nụ cười như chứa đựng vô vàn những mưu toan. Kha vừa nhìn thấy nụ cười đó thì lập tức dấy lên một cảm giác bất an. Này này, mụi định làm gì đấy? Này! Nhưng tiểu tiết nào có để Kha kịp nói hết câu, mà trực tiếp dùng chân nhắm thẳng mông Kha mà đạp cú đạp mạnh đến mức làm kha ngay lập tức bị đá bay xuống nước tiểu tuyết đứng trên bờ ôm bụng cười lên khoái chí nói đó hôm qua huynh cũng đã mông bội như vậy vậy là hòa rồi nhá <laughs> à dưng tiểu tuyết à kha tức lắm nhưng chỉ có thể hét lớn tên của tiểu tuyết nhìn thấy trên bờ nàng vẫn đang ôm bụng cười lên điên dại khiến kha càng thêm điên tiết hơn rồi nhìn ra xung quanh như để tìm thứ gì mà ném nhưng tìm mãi chả có thứ gì thế là anh trực tiếp dùng tay vận lực tung trường khiến cho một lượng nước lớn bắn lên tông tóe. Tiểu Tuyết đang ôm bụng cười thì bất ngờ bị bộ nắm nước tạt thẳng vào người làm ướt hết. Nụ cười lúc nãy tắt ngúm từ lúc nào, thay vào đó là một ánh mắt đầy sát khí nhìn Kha đang nhăn nhở cười mà không thấy mặt mũi ở đâu dưới sông. Tiểu Tuyết không kiềm chế được gào lên, "Được, hôm nay muội sẽ cắn nát đầu huynh." Nói xong cô cũng lập tức nhào xuống nước, thế là một cuộc đại thủy chiến lại bắt đầu, trên bờ Duy nhìn thấy cảnh đó cũng không còn lạ lẫm gì, loay hoay tìm một cục đá rồi thư thả nhìn cảnh tượng hai sư huynh muội nọ tương tàn, hắn lấy đó làm niềm vui mà đưa mắt tận hưởng. Sau những cú vật lộn té nước của hai người thì những bông súng đỏ tươi dưới nước cũng chẳng còn nguyên vẹn, có khi tôm cá bên dưới cũng bị chấn động mà chết chìm ở dưới đáy sông. Thế trời cũng đã ngả sang sắc đỏ úa, một bao cỏ úa của ánh hoàng hôn hiện hữu trên đỉnh đồi, phía trên cánh đồng xa xa còn nhìn thấy thấp thoáng những ngọn khói đang mờ nhạt bốc lên từ những mái nhà tranh siêu vẹo ai đó đã bắt đầu thổi cơm chuẩn bị cho một bữa tối đạm bạc nơi thôn quê duy thấy hai người kia vẫn đang say mê vật lộn thì mới lớn tiếng gọi này hai người có định đến nhà cơm không đấy mặt trời sắp lặn rồi cái kia tiểu tuyết nghe vậy thoáng nhìn về phía mặt trời rồi nhìn kha nói với giọng hằn học hôm nay coi như hòa mai mội lại đại chiến ba trăm hiệp với tên khốn huynh nói xong cô quay người đi lên bờ Khai thì vẫn đang ở dưới nước, đầu quay quay xung quanh như muốn tìm thứ gì đó. Đoạn anh mỉm cười thả người bơi về hướng một bụi hoa súng vẫn còn khá nguyên vẹn. Trên bờ Duy đã biết ý mà nhóm dẫn một đống lửa lớn cho hai người. Kha thấy Thiệt Tuyết đang ngồi hong khô quần áo, rón rén tiến lại, sau đó đưa bó hoa súng vẫn còn vương vãi những giọt nước trên cánh mà cười hì hì. Thiệt Tuyết bất ngờ thấy bó hoa trước mặt, vui vẻ nở một nụ cười xinh xắn. Đoạn nhìn Kha bị môi. Huynh định dùng bó hoa này để chuộc lỗi đấy hả? Ta không thèm. Ừ, đâu có. Mà muội không thèm thì thôi. Trả lại cho huynh đây vừa nói kha vừa tan với tay lấy lại máu hoa thì lập tức bị tiểu tuyết vông chân đá cho một phát ngã lăn quay dưới đất Huynh cốt đi cho ta <laughs> kha cho dù bị đá đau vẫn tươi cười ngồi dậy tiến lại hong khô ngay cạnh tiểu tuyết kha biết tính sư muội của mình hơn ai hết ngoài miệng và hành động khác nhau thực tế hai huynh muội họ không thể giận nhau được quá một khắc bao giờ mãi rồi thành quen cứ hết bài trò trêu chọc nhau rồi đánh nhau sau đó lại cười vui vẻ bên nhau cứ cuốn lấy nhau giống như chẳng thể rời rất nhanh mà trời cũng đã lặn khung cảnh tươi đẹp thơ mộng măn nãy đất chẳng còn thay vào đó là một màu đen tịch mịch ngoài cánh đồng những tiếng ếch nhái bắt đầu vang lên ì ộp lúc này ba người đã đến một căn nhà tranh sập sệ nằm lọt thòm dưới bóng những ngọn tre trong nhà một bà cụ tóc ngà bạc đang ngồi ngoài hiên tay vẫn luôn ngoái ngoái cơi trầu thi thoảng lề mở miệng phun ra một ngụm bã trầu đỏ ối Tiểu tuyết đang long com sau bụi tre, thấy thấp thoáng bà cụ kia phun ra một ngụm nước gì đó mà lại có màu đỏ như máu thì tỏ vẻ hết sức hốt hoảng. Toàn lao vào thì lại bị khan nắm tóc kéo lại. Này, mọi đi đâu đấy? Huynh không thấy bà cụ ấy vừa phun ra một ngụm máu lớn như thế hay sao? Chắc chắn là bái đang bị nội thương hay là bị bệnh gì đó rồi. Mọi phải bảo xem có giúp được gì không chứ? Cả Kha và Duy vừa nghe cô nói như vậy thì lập tức muốn đập đầu vào thân tre chết quách đi cho rồi. Ôi giời ơi, bà cô của tôi ơi, là bà cụ kia đang ăn trầu đấy, là chầu không phải máu đâu rồi ơi. Tiểu tuyết nghe Kha giải thích thì ớ người ra, đưa ánh mắt ngơ ngác, có phần hồn nhiên như đang suy nghĩ. Trầu á, Trầu là gì? Là tên gọi khác của máu ấy hả? Đến đây thì Kha không thể giữ nổi bình tĩnh mà trực tiếp đâm đầu vào bụi tre. Quyết tâm tự sát cho khỏi nhục nhã. Duy thế vậy thì nắm cổ tay Kha lôi lại miệng méo máu. Thôi thôi thôi, thôi nào. Mắt thấy tiểu tuyết chưa hiểu gì diễn ra. Duy thở dài lên tiếng cô nhìn thấy bà cụ kia tay đang làm cái gì không? Duy vừa nói tay vừa chỉ chỉ, tiểu tuyết chăm chú mà nhìn theo. Cái đó người ta gọi là cây trầu, bên trong là cau và lá trầu, một ít vôi, sau đó đã dầm nát, người ta cho vào miệng nhai, trong lúc nhai thì ra cái nước màu đỏ giống như cô vừa nhìn thấy bạn nãy đấy. Nhưng người ta ăn cái đó để làm gì? Nó ngon lắm sao? Không, nó không ngon, thậm chí rất cay và nồng nữa là khác. Nhưng nhiều người lại vẫn cứ thích ăn như thế để nhuộm đen răng đó. Phong tục nhuộm đen răng, chắc cô cũng biết rồi chứ. Lâu ngày phụ nữ người ta hoài sẽ quen, sẽ thấy ngon. Vậy sao? Mai tôi nhất định phải thử mới được. Duy nghe vậy cũng chẳng buồn ngăn cản thầm nghĩ trong đầu. Thôi thì mặc kệ cô đấy. Đến lúc đó đừng có mặt trách tôi đấy. Từ phía xa ra ba người nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông đang tiến về hướng ngôi nhà. Ba người liền nhận ra người kia không ai khác chính là cờ rơm vừa đi làm về. Mày đang cơm chưa? Vợ và mấy đứa đi đâu hết cả rồi mà mẹ lại ngồi ngoài này một mình vậy? Bà cụ nhìn con trai mình bắt đầu nhếch môi cười, nụ cười vô tình làm lộ ra hai hàm răng đen thùi lùi như que củi cháy dở vậy. Tiểu Tuyết vừa lúc nhìn thấy bộ dạng đó hốt hoảng suýt té ngựa, miệng thì lắp bắp. Ôi giời, hóa ra là ăn trầu sẽ thành như thế kia sao? May mà mình vẫn chưa kịp ăn thử. Này, nãy giờ cái bát trầu vẫn chưa ra khỏi đầu muội sao? <laughs> Bây giờ bên trong ngôi nhà, hai đứa trẻ nghe tiếng bố thì chạy ra miệng ríu rít. À, bố về, bố về này mẹ ơi. Từ bên trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu nhỏ bé, một người phụ nữ bước ra, trên tay còn bê một niêu cơm nhìn cờ rơm mà cười cười, nói Anh về rồi đó hả? Mau vào giờ mặt mũi thay chân rồi gian cơm thôi. Mẹ cứ nhất quyết đợi anh về để ăn cùng đấy. Cờ rơm cũng cười cười, đoạn gật đầu nhìn mẹ mà nói Mẹ đợi con làm gì cho đói bụng? Hôm sau bố mà cháu ở nhà cứ việc ăn cơm trước đi, con sẽ về sau. Nói rồi, cơ rơm đi thẳng ra cái giếng bên cạnh, thay vội bộ quần áo rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm vui vẻ cùng gia đình. Bên ngoài Kha và Tiểu Tuyết chứng kiến cảnh cả gia đình đang ăn cơm vui vẻ. Bỗng chốc trong lòng họ đột nhiên có một cảm giác trống vắng đến kỳ lạ. Kha thì bồ côi từ lúc mới lọt lòng, từ nhỏ đã sống cùng thầy thất, còn Tiểu Tuyết thì cũng chẳng khá hơn là bao. Cô cũng chỉ có Kha và thầy thất là hai người thân duy nhất trên đời. Trong lòng họ lúc này có thể là cảm giác trống vắng. Vì thiếu gia đình, thiếu cái cảm giác được bố mẹ ôm ấp che chở. Rồi không hẹn mà ánh mắt hai người nhìn về phía nhau. Tiểu tuyết bây giờ khóe mắt rưng rưng nhìn Kha mà nói. Sư huynh, xong chuyện này chúng ta có lẽ nên trở về thạch thất cùng sư phụ ăn một bữa thật thịnh soạn mới được. Kha cũng không kiềm chế được cảm xúc nhìn sư muội rồi gật đầu một cách dứt khoát. Ba người cứ thế ngồi sau lụy tre cho đến khuya. Khi tiểu tuyết và Duy mắt đã bắt đầu hoa lên vì buồn ngủ, thì Kha bất ngờ dùng tay đánh thức. Này, hai người, mau tỉnh dậy, nó đến rồi hai người bị bất ngờ đánh thức vẫn còn mắt nhắm mắt mở mặt ngơ ngơ đâu 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 cái gì tới hả đâu đâu kha bộ đưa tay bịt chặt miệng nói khẽ vào tai duy là con quỷ đó nó đang đứng ngay trên ngọn tre bên phải kia kìa duy và tiểu tuyết đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay mà kha đang chỉ lập tức hai người thấy một cái bóng trắng đang đứng trên ngọn tre cái bóng như hòa cùng ngọn tre mà bị cơn gió thổi khẽ đưa qua đưa lại mái tóc của nó đen dài phủ xuống che khuất cả khuôn mặt ánh mắt đỏ rực thấp thoáng ẩn hiện dưới mái tóc dài con quỷ cứ đứng đó đung đưa theo cơn gió mà nhìn vào căn nhà đoạn con quỷ bỗng ngoác miệng cười kèm theo nụ cười là một âm thanh rợn người vang lên âm thanh hòa vào cơn gió khiến chúng bốn đang nhẹ nhàng bỗng trở nên gào thét dữ dội trong âm thanh kia là quỷ ân mà con quỷ phát ra dường như nó không muốn đánh động đến những người bình thường đang ở bên trong căn nhà nên đã không biến hóa để họ nghe được tuy nhiên vì ba người tiểu tuyết không phải là người bình thường nên cũng nghe được nhìn cái khung cảnh tà mị trước mắt cùng cái âm thanh chói tai khiến ba người cho dù thân là pháp sư cũng không khỏi một thân ấn lạnh crum lúc ấy đang ở trong nhà bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trở nên bức rất khó chịu mới ra ngoài hiên để hóng mát thấy vậy con quỷ cũng lập tức nở nụ cười tà mị nhanh như chớp thả người bay xuống crum đang vô tư ngồi hóng gió trước hiên nhà bỗng nhiên một bóng trắng từ trên trời rơi xuống ngay trước mắt anh Crom vì quá bất ngờ và cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ đứng chôn chân chết lặng, trợn mắt lên nhìn. Điều khiến anh bất giác trở nên sợ hãi là cái bóng trắng kia. Cho dù vừa rơi từ trên cao xuống, nhưng dường như người kia không sao hết. Đã thế còn từ từ đứng thẳng người dậy, bắt đầu đưa tay vén lên mái tóc xõa buông dài. Crom lúc này cứ như bị một thế lực vô hình nào đó ghi chặt. Mặc cho anh đã cố gắng hết sức để nhấc đôi chân lên bỏ chạy, đôi môi anh cũng chẳng khá hơn, cứ như bị ai bịt chặt, cổ họng cứng nhắc khiến anh ú ớ không được. Khi cái bóng trắng vén xong mái tóc để lộ ra khuôn mặt gớm ghiếc đầy dòi bọ, nó nhách đôi môi rộng lên mang tai, cất lên tiếng cười mà khiến cho Crum muốn chết ngất. Từ dưới đúng quần một dòng nước dì ra, thấm đẫm. Khi Crum đã như tuyệt vọng, bắt đầu mắt nhắm nghiền, đôi mắt sẵn sàng đón nhận cái chết bất ngờ, thì từ đâu, ba thân ảnh đột ngột xuất hiện. Ba bóng người kia nhanh như chớp lao vụt về phía con quỷ, Ba người đó không ai khác chính là Kha, Duy và Tiểu Tuyết. Mắt thấy con quỷ sắp ra tay mới tức tốc bay ra ngăn cản. Tiểu Tuyết vì là yêu tộc nên trời sinh đã có tốc độ hơn người. Cô phi thân tới trước, hai tay vận lực tung trưởng lao tới. Tiểu Tuyết thực ra không hề biết đến đạo pháp, thứ cô dùng không gì khác chính là kinh lực mà tốc. Vì cô là yêu nên những thứ mang lực của cô cũng có thể tác động đến lũ yêu ma quỷ quái kia. Kha và Duy thì lại khác, mỗi người đều thi triển ra những phép thuật bùa chú riêng mà mình đã học được. Duy đưa tay kết ấn, mười đầu ngón tay đan vào nhau khéo léo tạo thành một ấn chú giống như một cái đài sen đang nở rộ. Ngay sau đó Duy mở miệng thổi vào lòng bàn tay một ngụm dương khí, lập tức từ trong lòng bàn tay, một luồng linh lực bắt đầu phát ra, dần dần hình thành một nụ sen trong vô cùng sống động. Kha bấy giờ mới mỉm cười vận công đẩy nụ sen về phía con lang tinh quỷ. Từ nụ sen, những luồng khí lực không ngừng cuồn cuộn dâng trào, tạo ra uy áp vô cùng mà lao tới, Kha thì lại lăng không, tay móc từ trong túi ra một thứ gì đó ném thẳng về phía con quỷ, miệng thì niệm chú. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên binh thiên tướng thần binh, quy hồn nhập sắc thành tinh, tác đậu thành binh, khởi. Sau câu pháp chú, những hạt đầu đồng tuy đi sau mà tới trước, mang theo uy lực của tiên binh mà liên tục bạo nổ. Con lăng tinh quỷ chỉ kịp rú lên một tiếng, thét đến trói tai, ôm mặt tỏ ra hết sức đau đớn. Ngay sau đó là hai bóng hình cũng lập tức lao tới, không ai khác chính là tiểu tuyết và kha tay vận pháp vẫn đang lao tới lăng tinh quỷ bây giờ vừa mới bị những hạt đầu đồng của kha làm cho bị thương tuy không phải là thực thể nhưng vì những hạt đầu đồng khi phát nổ mang theo linh khí nên vẫn đã thương được nó hồn thể vì thế mà có biến hóa giống hệt như cơ thể bình thường vẫn bị tổn hại con quỷ đau đớn đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt đang rệu rã những mảng thịt trên mặt như đang muốn bong chóc rơi rụng nó điên tiết nhìn kha gào lên như điên dại nhưng trong thoáng chốc nó lại nhìn thấy hai người duy và tiểu tuyết đang lao tới gần tuy thực lực đã đạt đến ngạ quỷ một loại thực lực có thể gọi là mạnh mẽ trong những cấp bậc của quỷ yêu tuy là vậy nhưng hiện tại nó đã bị thương hơn nữa mắt thấy đối thủ có đến ba người thực lực cũng không rõ ra sao với bản tính vốn có của lang tinh con quỷ nhanh chóng suy nghĩ tìm biện pháp trốn chạy ngay sau đó duy và tiểu tuyết nhanh như chớp lao tới khi đó hoa sen hồ trào cùng ngập đến thì lập tức tạo ra một vụ nổ chấn động Dư ba từ hai đoạn tấn công thổi tới, thổi tung cả đám tre khô đang nằm dưới mặt đất, thoáng chốc bay mù trời. Hai người thấy thế thì trong đầu đinh ninh chắc chắn rằng con lăng tinh quỷ kia không thể né tránh kịp và trực tiếp bị đánh tàn sát. Cho đến khi đám khói bụi dần tan đi, cả ba người liền lập tức đi tới xem xét. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù ba người tìm thế nào cũng không thấy tung tích của con quỷ kia đâu. Đoạn tiểu tiết như phát hiện thứ gì đó đang nằm dưới mặt đất, cô cúi người nhặt lên xem thì phát hiện đó là một lọn tóc quỷ Kha sau khi xem xét loạn tóc thì cao mày dậm chân xuống nền đất trầm giọng Là thế thân thuật, nó thoát rồi. Thế thân thuật sao? Duy và tiểu tuyết đồng thanh nói, Kha gật đầu, đoạn giải thích. Trước kia tôi cùng sư phụ đã từng gặp loại biến hóa này rồi. Loại biến hóa này vô thường phức tạp, đòi hỏi quỷ ít nhất và đạt đến ngạ quỷ thì mới có thể thi triển được. Nói dễ hiểu là loại yêu pháp này dựa trên nguyên lý giống như con thạch sùng đó. Lúc nguy hiểm chúng sẽ tự cắn đứt đuôi mình để tẩu thoát tà vật cũng tương tự như vậy chúng dùng một thứ gì đó trên cơ thể có khi là tóc lúc lại là một cái móng tay móng chân gì đó rồi chớp thời cơ mà trốn thoát duy nghe liền hiểu mà nói nói như vậy con lang tinh quỷ kia ít nhất tô vi đã đạt đến ngạ quỷ rồi đúng vậy tôi e là còn hơn thế nữa tiểu tuyết đang đứng bên cạnh nghe hai người luôn miệng nói cái gì mà ngạ quỷ rồi thế thân bản tính thông minh nhưng phàm là những thứ liên quan đến quy trình hay nguyên lý thì cô thực sự không hiểu rõ cô ngơ ngác nhìn hai người rồi lên tiếng này sư huynh ngạ quỷ là cái gì thế kha lại một lần nữa muốn tự sát chết quách đi cho rồi anh chấp hai tay làm ra địa bộ bái lại cô sư muội ngốc nghếch của mình mà nói tôi lại cô ngạ quỷ là một cấp bậc tu vi theo thứ tự lớn dần quỷ hôn thanh diện quỷ hòa diện quỷ dạ quỷ và ngạ quỷ cuối cùng là quỷ thủ cô nhớ chưa tiêu tuyết hai tay gãi đầu miệng cười hì hì kha nhìn bộ dáng của cô cũng chỉ biết cạn lời lập tức muốn quay lưng bỏ đi kha bây giờ mới trở lại đứng trước mặt cờ rơm cơ rơm lúc này đã thoát khỏi sự khống chế nhưng vẫn giữ tư thế ngã bệt dưới nền đất tay chân vẫn còn run lên bần bật nhìn có bộ dạng giống như người vừa đi dạo một vòng ở quỷ môn quan trở về vậy kha thấy vậy ngồi xuống bên cạnh đưa tay khẽ đặt lên vai cơ rơm nhẹ giọng cậu không sao chứ yên tâm con quỷ đã bỏ chạy rồi không còn nguy hiểm nữa đâu cơ rơm chân vẫn run run cố gắng tay dựa vào vách tường được đắp bằng rơm mà đất sét khó nhọc đứng dậy cố hít sâu lấy lại sự bình tĩnh nhìn ba người cúi đầu cảm ơn rối rít kha và hai người từ trước đến giờ chưa hề được người khác cúi đầu đối đãi như ân nhân như vậy thì lúng túng khó xử ậm ờ đáp ờ à, không có gì cậu đừng như thế ấy nào nào ba người cũng đứng đó đợi cho Cà Râm lấy lại được sự bình tĩnh rồi mới lên tiếng hỏi anh có biết con quỷ kia không vì sao nó lại đến tìm anh anh biết chứ Cà Râm đã chân tĩnh sau cơn hoảng loạn nhưng khi vừa nghe kha hỏi trên mặt lại dường như có biến hóa rất nhanh sau đó Cà Râm kịp nở một nụ cười cố xóa đi nét bối rối trên mặt nói À, tôi cũng không biết tại sao, mà tôi cũng không biết con quỷ kia la lịch từ đâu nữa. Có thể là nó vô tình đi qua đây, rồi muốn hãm hại tôi. Ờ, có thể là như thế đó. Kha nghe Crom nói như vậy cũng cười cười gật đầu đáp. Có thể là như thế. Vậy thôi, anh vào trong nghỉ ngơi đi, chúng tôi cũng xin cáo từ. Nói xong Kha lập tức đứng dậy ra hiệu cho Duy và Tiểu Tuyết cùng nhau rời đi. Bà mặc ngồi thất thần trước ghế nhà, đưa mắt nhìn theo. Đi được một đoạn thì Duy tỏ vẻ khó chịu hỏi Kha. Này, Tại sao bọn này chúng ta không ở lại thêm một chút? Biết đâu sẽ từ cơ rơi mà biết thêm thông tin gì thì sao? Đúng vậy. Tiểu Tuyết cũng thắc mắc phụ họa, nhưng đáp lại thái độ sốt trắng của hai người, thì Kha vẫn ung dung bước tiếp, môi cười mỉm mà đáp: Chúng ta sẽ chẳng thu hoạch được gì từ hắn đâu. Sao huynh dám chắc như thế? Bạn này hai người không thấy sắc mặt của hắn lúc vừa nhìn thấy con quỷ sao? Lúc đó gương mặt của hắn trở nên rất hoảng sợ, tay còn khẽ đưa lên chỉ chỉ, miệng thì như lẩm bẩm điều gì. Hơn nữa ánh mắt hắn thoáng chốc trận tròn lên, điều đó khẳng định trong giây phút con quỷ vén tóc lên để lộ khuôn mặt hắn đã nhìn và nhận ra con quỷ đó nói cách khác chính là hắn cùng con quỷ kia có quan hệ với nhau còn nữa lúc tôi vừa hỏi đến con quỷ thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi giọng nói cũng trở nên lắp bắp mà vội vàng chối bỏ nói tóm lại là hắn có điều khuất tất muốn giấu chúng ta đó vì thế hắn sẽ không nói cho chúng ta biết đâu hai người đặc biệt là tiểu tuyết sau khi nghe phân tích của kha thì kích động nói ô mỗi thật không ngờ đầu óc của huynh ánh mắt quan sát sắc bén như vậy đó đúng là sư huynh muội giỏi nhất ừ. thôi đi cô đường, đừng có mà vỗ mông ngựa muội nó đúng đấy ánh mắt của huynh thực sự rất sắc bén đó duy cũng cười phụ họa đoạn suy nghĩ duy lên tiếng hỏi nhưng mà theo huynh thì liệu tên cờ rơm kia rút cuộc muốn giấu chúng ta chuyện gì điều duy nói cũng chính là thứ mà kha đang thắc mắc ở trong lòng nhưng tạm thời kha chưa thể đoán ra được nên đành thở dài lắc đầu Ai, thực sự là ta cũng không đoán ra được cách tốt nhất là phải tự con quỷ hay là tên cờ rơm kia trực tiếp nói ra thì mới rõ ngọn nguồn được. Ba người lại lâm vào trầm tư im lặng. Trong đầu mỗi người đều như đang cố gắng suy nghĩ liệu dùng biện pháp nào để kết thúc chuyện này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của dị tộc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.